Gần đây, một hình ảnh ghi lại khoảnh khắc khá kinh dị được cư dân mạng Đài Loan chia sẻ và thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người trên mạng xã hội. Theo đó, tài khoản Facebook này cho biết ban công nhà anh kề sát với phần ban công phía sau của nhà hàng xóm trong khu chung cư. Vào lúc trời chập tối, khi đang nấu cơm cho cả nhà, mẹ của người đăng bài viết ngước nhìn lên và hoảng sợ khi nhìn thấy rõ mồn một bóng dáng người nào đó nhìn chằm chằm vào bên trong nhà mình. Sau khi bà hét lên, mọi người trong gia đình bèn chạy ra ban công kiểm tra thì phát hiện hóa ra không có người nào bên ngoài cả, đó chỉ là một cái túi đựng rác màu đen bị gió thổi bay từ ban công phía sau nhà hàng xóm sang mà thôi. Nhìn thế nào cũng thấy như một người đàn ông to lớn ngó vào cửa sổ. Vẫn biết rằng con người được sinh ra với khả năng nhận diện khuôn mặt, vì vậy khi nhìn thấy các vật thể có đặc điểm tương tự, chúng ta sẽ nhìn nhầm các vật thể ấy thành khuôn mặt người. Tuy nhiên, kể cả khi đã được chủ nhân bức ảnh giải thích rõ ràng, nhiều người vẫn nhận xét chiếc túi rác này thực sự quá giống một người, cụ thể là một người đàn ông trưởng thành lấp ló ngoài khung cửa sổ. Các cư dân mạng xứ Đài liên tục để lại bình luận cảm thán dưới bài đăng. Dù mắt bao nhiêu lần tôi vẫn không thể nhìn ra được nó là túi ni lông, thực sự quá giống một người đàn ông. Có lẽ chủ thất phải nhắc hàng xóm để túi rác gọn gàng đi, cứ thêm vài lần gió thổi mạnh thế này nữa chắc đứng tim mất. Đang nấu ăn mà nhìn thấy cảnh tượng thế này thì chắc tôi cũng ngất luôn, may lúc ấy trong nhà bạn vẫn đang có đông người đấy. Tôi mà là mẹ bạn chắc sợ đến không thể hét lên nổi. Theo Estonai,